nhìn hấp dẫn, chắc là ngon với cay lắm hả con? Ổng rài bận túi bụi, mẹ tôi thèm Milo dầm mà tôi quên mua. Sẵn tiện hôm nay có đi ngang dâu nhà Ken nằm ở trên đường Hai Bà Trưng tôi ghé luôn. Ken Hai Bà Trưng bây giờ đã cải thiện hơn rất là nhiều rồi đó mọi người. Thậm chí sữa và các món nước uống cũng khá là ngon. À bên này vừa mới có bán món trái trộn nữa, mà trong nó còn có cả trứng non, còn có cả khổ qua cà chiếu nữa. Mấy bạn đến đây mà muốn ăn được một phần trái trộn y chang như trong clip của mình thì cứ đưa cái clip của mình cho bạn nhân viên coi là làm y chang như vậy luôn. Khoanh trái trộn là như này nè mọi người, toàn là bì không trong đó à. Nhưng mà ngon nghe, chỗ này bán trái thì rất là chất lượng luôn. Mấy bạn cứ yên tâm nha, ở đây người ta sẽ trộn cùng với cóc và xoài. Trộn trái xong thì người ta sẽ cho full topping lên trên mặt. À trái trộn chỉ là một phần thôi, bên này có bán một cái món rất là ngon, đó chính là cacao trân châu dừa. Cacao thì mình đánh giá rất là ngon nha mọi người. Vừa đặc nè, vừa sệt, lại có thêm vị đắng nhẹ. Còn trân châu dừa thì khi mang ra các bạn nhớ ăn liền, nếu như để lâu thì nó sẽ bị cứng. Ly cacao nhìn ngon với đã lắm nha mọi người. À bên trong thì còn có bán thêm cả bánh ngọt nữa. Trà dâu và các loại bình thì chắc chắn các bạn đã biết rồi hi. Ở trên lầu thì có một cái phòng màu hồng rất là xinh. Các bạn đến đây mua bình có thể check in sống ảo luôn nha. Của chỗ này nằm ở số 466-1 Hai Bà Trưng quận 1. I love you, mãi yêu cả nhà.